Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình cổ phiếu 10 phút. Mình là Tuấn Hiệp và hôm nay sau những video mà về những ngành như phân bón, xăng dầu và ngành thép thì mình chương trình cổ phiếu 10 phút sẽ nói về ngành gỗ, một ngành mà cũng được nhiều nhà đầu tư các anh chị quan tâm. Và bên cạnh đấy thì cổ phiếu được kể chuyện ngày hôm nay thì có mang cho mình nhiều câu chuyện cả tốt lẫn xấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu cổ phiếu này luôn nhé. TTF, xác chết sống dậy. Thì mình sẽ đi qua về cái tổng quan của doanh nghiệp này. Thì cái gỗ Trường Thành, họ có lịch sử hoạt động và cũng khá là lâu, được thành lập từ năm 1993 và có sở hữu 11 công ty con ở trải dài ở các tỉnh như Bình Dương, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên. Và cái hoạt động kinh doanh chính của họ là các nhóm sản phẩm về gỗ. Thì cái bốn nhóm chính mà họ đang kinh doanh đấy chính là đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, bán sàn gỗ và các sản phẩm về gỗ xe. Đấy. Và cái thị trường mà họ đang hoạt động chính là ở xuất khẩu với cả ở trong nội địa. Thì cái ở nội địa thì họ có hợp tác với các nhiều cái doanh nghiệp và phát triển bất động sản lớn như là Vingroup, Novaland, Sun Group hay Vạn Thịnh Phát. Thì với các nhà phát triển bất động sản lớn này thì giúp cho cái gỗ Trường Thành có thể có thể bán được các hàng đồ gỗ nội thất cung cấp cho các dự án bất động sản của các doanh nghiệp này. Và bên cạnh đấy, cái phần xuất khẩu thì là gỗ Trường Thành có được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì các thị trường này là những thị trường mà TTF đã được xuất khẩu được nhiều năm rồi và họ đã chinh phục cái thị trường khó tính ấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ kể qua một chút, đôi chút về cái câu chuyện mà quá khứ tai tiếng của gỗ Trường Thành. Thì cái năm 2016, nếu mà nhiều các anh chị đầu tư ở đây đã đầu tư lâu năm cũng có nghe nói đến cái câu chuyện mà gỗ Trường Thành có cái vụ tai tiếng ở năm 2016 là cái ban lãnh đạo họ đã gian lận cái báo cáo tài chính. Thì cụ thể là như sau, thì sau khi mà cái kiểm toán giữa năm 2016 thì cái công ty Ernst & Young đã phát hiện ra rằng cái hành vi gian lận báo cáo tài chính của ban lãnh đạo. Thì trước đấy là từ năm 2015 đối với trước thì là cái doanh nghiệp gỗ Trường Thành thì được công ty khác kiểm toán không thuộc Big Four, cho nên là mãi đến cái nửa năm 2016 Ernst & Young mới phát hiện ra rằng các giá trị sổ sách của báo cáo tài chính của gỗ Trường Thành lại khác xa so với cái số liệu thực tế. Thì cụ thể ở đây là cái ví dụ như là giá trị hàng tồn kho, thì sau khi mà doanh nghiệp được công ty Ernst & Young kiểm toán thì phát hiện ra rằng là cái hơn 1.000 giá trị hàng tồn kho bốc hơi trong chỉ sau khi mà kiểm toán ở đầu năm 2016. Thì cái bốc hơi ở đây là như nào, thì cái công ty kiểm toán đã phát hiện ra rằng là cái giá trị mà chênh lệch trên báo cáo tài chính chênh lệch so với thực tế là hơn 1.000, không có hơn 1.000 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho không thực sự tồn tại. Và bên cạnh đấy là cái có một khoản mà doanh thu của doanh nghiệp đối với một nhóm khách hàng thì khoảng hơn 520 tỷ đồng. Tuy nhiên thì cũng được Ernst & Young sau khi kiểm toán cũng phát hiện ra rằng không có bằng chứng nào có thể chứng minh được rằng là cái nghiệp vụ bán hàng này thực sự là hiện hữu. Nhưng có thể là công ty gỗ Trường Thành đã thực hiện hành vi gian lận về cái khai khống cái giá trị hàng tồn kho với cả giá trị doanh thu. Cái hành vi gian lận báo cáo tài chính đấy thì còn có là cái sau khi mà được kiểm toán lại thì công ty gỗ Trường Thành có thực sự chịu một khoản lỗ lũy kế trong năm đấy là phải hơn 1.200 tỷ đồng. Và bên cạnh đấy cái khoản nợ ngắn hạn mà doanh nghiệp gỗ Trường Thành sở hữu lại còn cao hơn nhiều so với cái tài sản ngắn hạn mà doanh nghiệp đang sở hữu, cao hơn khoảng 424 tỷ đồng. Yeah. Thì những cái yếu tố này đã tác động rất là tiêu cực cho đến cái thị giá của cổ phiếu gỗ Trường Thành. Thì sau khi mà phát hiện ra cái gian lận này thì giá gỗ Trường Thành đã giảm một mức rất là lớn. Ở trước khi mà vụ việc vỡ lẽ thì cái giá thị giá ở trên thị trường là khoảng 40.000 đồng. Tuy nhiên thì sau khi mà công ty kiểm toán công bố thông tin này thì cái giá trị đã giảm chỉ khoảng 5.000 đồng một cổ phiếu. Và đặc biệt là cái tình hình tài chính của doanh nghiệp cho đến hiện nay mà sau khi 5 năm sau khi phát hiện ra cái vụ việc đấy thì mặc dù là cái lợi nhuận của doanh nghiệp đã bắt đầu lãi trở lại sau khi mà trải qua một giai đoạn mà khó khăn,
như là kiểu từ năm 2016 đến 2019 doanh thu đã được hàng năm chịu những khoản lỗ lớn mà hiện tại đã dồn lên đến cái khoản lỗ lũy kế ở năm 2020, cuối năm 2021 là hơn 3.000 tỷ đồng. Mà trong khi đó cái lợi nhuận mà doanh nghiệp ghi nhận được trong năm 2020 với cả năm 2021 chỉ vỏn vẹn là khoảng 16 tỷ đồng với cả 20 tỷ đồng. Thì cái khoản cái lợi nhuận này là rất là thấp so với khoản lỗ vốn chủ mà doanh nghiệp đang sở hữu. Và bên cạnh đấy, cái lượng tài sản, lượng tổng nợ mà doanh nghiệp đang phải chịu lại cao hơn cả lượng tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu. Và cái lượng nợ ngắn hạn cũng vượt quá hơn nhiều so với cái lần cái từ hồi 2016, vượt hơn nhiều so với cái lượng tài sản ngắn hạn. Vậy cái và cái doanh nghiệp này đã bị cái công ty kiểm toán Ernst & Young họ đã nhận xét trong cái báo cáo tài chính rằng là cái nghi ngờ cái khả năng mà liệu cái doanh nghiệp gỗ Trường Thành này có thể có khả năng tiếp tục hoạt động được hay không, khi mà cái nợ của họ đang khá là lớn, cái tỷ lệ thanh khoản khá là thấp, cái tỷ lệ rủi ro của thanh khoản của họ đang khá là cao và cái lợi nhuận của họ đang rất là thấp, cái lỗ, còn trong khi cái lỗ lũy kế của cái là vốn chủ thì lại đang là phải hơn 3.000 tỷ đồng. Thì cho nên là bị công ty kiểm toán đánh giá là nghi ngờ về cái khả năng mà họ có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai. Thì tuy nhiên cái sau cái vụ việc mà từ năm 2016 đến năm 2017 có một doanh nghiệp đã mua lại cái công ty gỗ Trường Thành với mục đích là sẽ hồi sinh lại cái doanh nghiệp gỗ Trường Thành này, thì cái công ty cổ phần đầu tư UNI của ông Mai Hữu Tín đã mua lại công ty TTF từ năm 2017. Và cái ông Mai Hữu Tín này thì được nhiều chuyên gia đánh giá rằng là có năng lực quản lý tốt và cái năng lực tài chính vững chắc có thể giúp cho cái là mấu chốt quan trọng để giúp cho cái việc mà hồi sinh được cái doanh nghiệp gỗ Trường Thành có được thành công hay không. Và đặc biệt hơn là cái trong năm từ cái năm 2019 đã bắt đầu thực hiện những chính sách cải tổ như cơ cấu doanh nghiệp, giúp cho cái lợi nhuận của năm 2020, 2021 đã hết bị phải chịu lỗ hàng năm. Và cái đặc biệt là cái trong cái năm 2021 vừa rồi, cái doanh nghiệp họ cũng có thực hiện cái huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, huy động được khoảng 1.000 tỷ đồng. Thì trong cái mục đích sử dụng 1.000 tỷ đồng đấy thì ban đầu là để trả hết các khoản nợ ngân hàng mà doanh nghiệp đang có. Thì có thể nhìn thấy là ở báo cáo tài chính của doanh nghiệp vào cuối năm 2021 đã sạch bóng các khoản vay ngân hàng. Và cái phần còn lại thì doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện cái mục đích tái cấu trúc của doanh nghiệp. Và và bên cạnh đấy thì doanh nghiệp cũng công bố một khoản đầu tư sẽ dự định là sẽ xảy ra trong tương lai, họ sẽ đầu tư vào cái doanh nghiệp ở công ty Natuzi Singapore ở niêm yết ở Singapore để sở hữu khoảng 20% của doanh nghiệp này với giá trị khoảng 124 tỷ đồng. Thì cái doanh nghiệp ở Singapore này họ có lâu năm hoạt động trong cái lĩnh vực về đồ nội thất và đặc biệt là cái đồ nội thất, đặc biệt là cái những sản phẩm mà cái doanh nghiệp của gỗ Trường Thành thì đang muốn đẩy mạnh đến cái việc mảng nội thất và xuất khẩu. Thì họ muốn mục tiêu của họ khi mà cái thực hiện thương vụ đầu tư này là để cái mở cái mục đẩy mạnh cái xuất khẩu và nâng cao cái danh tiếng của gỗ Trường Thành cho cái tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là những cái bước tiến dần dần để cái doanh nghiệp có thể bắt đầu phục hồi trở lại cái hoạt động kinh doanh tốt trong quá khứ. Mà theo đánh giá của cái ngành thì mình thấy rằng là cái giá trị xuất khẩu của ngành gỗ tại Việt Nam đang trong một xu hướng tăng từ cái năm 2018 trở đi, thì đến năm 2021 ở nửa năm đầu thì thấy là nó đã có xu hướng tăng khá là mạnh. Tuy nhiên thì cái những yếu tố mà như tình hình dịch bệnh đặc biệt ở cái trong quý 3 vừa rồi đã tác động tiêu cực đến cái giá trị xuất khẩu gỗ ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cái ngay tại tháng 1 thôi thì cái doanh nghiệp đã phục hồi cái giá trị xuất khẩu trong Việt Nam đã phục hồi khá là mạnh
và có thể kỳ vọng là sẽ vẫn tiếp tục cái xu hướng tăng này sau khi mà cái nếu mà tình hình sản xuất kinh doanh hay là cái hoạt động xuất nhập khẩu sẽ ít bị giãn cách bởi bị, ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn khi mà cái chính phủ đã thực hiện cái chính sách sống chung với dịch mà sẽ giảm cái việc phải giãn cách xã hội lại. Tuy nhiên thì cái bên cạnh đấy là chúng ta vẫn còn quá sớm để cái đánh giá rằng cái cổ phiếu TTF này sẽ là món đầu tư cực kỳ hời hay là sẽ hồi phục trở lại hay không. Thì khi mà cái đầu tư vào cái doanh nghiệp thuộc kiểu xác chết sống lại này thì chúng ta sẽ có thể là sẽ nhận được một khoản lời vô cùng lớn khi mà cái doanh nghiệp được so sánh ở mức nền thấp mà phục hồi trở lại thì sẽ là một giá trị tăng trưởng khá là cao. Tuy nhiên thì cái nhiều bên cạnh là nhiều yếu tố như là cái khả năng kinh doanh có thể được tiếp tục phát triển hay là hoạt động tốt trở lại hay không thì chúng ta sẽ phải theo dõi từng bước một của ban lãnh đạo đang thực hiện. Ở sắp tới thì sẽ có cái đại hội cổ đông của năm 2022 diễn ra vào tháng 4. Thì lúc đó thì chúng ta có thể xem cái những bước tiến quan trọng mà ban lãnh đạo của ông Mai Hữu Tín sẽ có thể như thế nào để giúp cho cái doanh nghiệp Gỗ Trường Thành được có thể phát triển trở lại. Thì cái đại hội này diễn ra vào tháng 4 thì team Tech Profit sẽ luôn cập nhật cho các anh chị ngay khi mà chúng tôi biết những thông tin này. Và vừa rồi là tất cả những gì mình nhận định về cổ phiếu Gỗ Trường Thành. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment ở ngay phía bên dưới. Đừng quên ấn like, subscribe và ấn nút chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của team Tech Profit.